Ngược lên vùng Tây Bắc Nghệ An, chúng ta sẽ đến với lễ hội Hang Bua của huyện Quỳ Châu. Hòa trong dòng người đang đổ về dự lễ, ta sẽ được đắm mình trong những trò chơi dân gian và chiêm ngưỡng những lễ nghi thờ thần linh thiêng đầy bản sắc nơi mường Chương Nam tươi đẹp. Lễ hội Hang Bua năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 2. Lễ hội được bắt đầu bằng những nghi lễ thờ thần hết sức linh thiêng của vùng đất Chương Ngam. Đó là những vị thành hoàng làng đã có công khai bản lập mường của đồng bào dân tộc Thái. Trải qua nhiều biến thiên của lịch sử, đồng bào vẫn dừng những nghi lễ đặc biệt dành cho vị thần thành hoàng làng, đem lại may mắn và mùa màng bội thu. Đền Chương Ngam được xây dựng năm 1924 ở bản Hồng Tiến 2, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Đền thờ 3 vị thành hoàng làng, đó là 3 anh em Siêu Bọ, Siêu Ké và Siêu Luông, đã có công khai bản lập mường. Một người có công khai phá ruộng nương, một người tìm ra dòng nước trong lành cho dân bản, còn một người xây dựng tình đoàn kết chống giặc ngoại xâm. Cả 3 ông đều được lưu danh và được đồng bào dân tộc Thái nơi đây tôn vinh thành hoàng làng. Và cứ mỗi dịp lễ hội Hang Bua được tổ chức, người dân trong vùng cũng như du khách về dự lễ lại thắp hương tưởng nhớ công ơn trời biển của các bậc đã khai sinh ra một vùng đất. Theo chân các vị mo của đền Chương Ngam, lần theo dòng nước ngược khoảng vài trăm mét là ta bắt gặp một khe nước chảy trong vắt 4 mùa. Người dân bản địa gọi đây là Hồi Bọ, để tưởng nhớ công ơn của ông Siêu Bọ đã khai phá ra dòng nước ngọt cho dân bản Na Nhàng và cả vùng Chương Ngam. Đến nay, khe suối này vẫn là nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho bà con, cũng như tưới tắm những cánh đồng phì nhiêu của xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Đến với lễ hội Hang Bua là đến với những xanh lam thắng cảnh nổi tiếng. Tiêu biểu là Hang Bua, một trong những kỳ quan của vùng Tây Bắc Nghệ An. Hang Bua được thiên nhiên tạo hóa với vẻ đẹp nguyên sơ, nằm trên dãy núi đá vôi Phả Én, thuộc hệ thống dãy Trường Sơn. Hang Bua được hình thành trong quá trình kiến tạo địa tầng cách đây hàng triệu năm, là một danh thắng thiên nhiên gắn liền với phong tục tập quán đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc Thái. Hang còn gắn với sự tích giao tranh của thần núi Phí Nu Phá Hùng và thần nước Phí Nặng Hồi Hạ. Hang Bua cũng là nơi chứng kiến chuyện tình cảm động của chàng Tạo Khổn Tinh và nàng Ni. Hàng năm, cứ dịp xuân về, trai gái trong vùng lại rủ nhau vào lòng thẳm bua, tình tự, chia sẻ, cảm thông với mối tình trong sáng của người con gái đẹp đất Mường. Năm này qua năm khác, dần dần thói quen đó trở thành một lễ hội hàng năm với người dân vùng Sơn Cước. Ẩn tích trong những nhũ đá hoang sơ kỳ vĩ ấy là những nét đẹp tâm linh và văn hóa được truyền tụng từ đời này sang đời khác. Hang Bua không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp thần tiên mà còn là di tích lịch sử văn hóa lâu đời để con cháu ngưỡng vọng tổ tiên, chiêm bái các vị thần đã che chở cho bản làng từ những buổi đầu khai sơn lập địa. Bảo tồn được những cái giá trị cũ, ví dụ như là thờ cúng tổ tiên, những người có công dựng bản lập mường, rồi thì nhân dân đi lễ hội rất vui tươi phấn khởi, ai cũng ăn mặc rất đẹp. Và đúng là sau những ngày vất vả với đồng ruộng thì bà con hôm nay dành thời gian đến để chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp kỳ vĩ của Hang Bua, đồng thời là cũng từ đó là thêm yêu quê hương đất nước và cùng nhau để bảo vệ thắng cảnh Hang Bua và bảo vệ núi rừng. Phong tục thờ cúng tổ tiên và những vị có công khai bản lập mường đã có từ lâu đời. Theo các bậc cao niên kể lại thì trước đây ở vùng Chương Ngam này, mỗi bản đều có một cái đền cổ xưa để thờ thành hoàng làng. Bất kể việc to hay việc nhỏ của bản, như ma chay, cưới hỏi đều phải làm lễ xin phép thần cổ xưa. Việc bảo tồn, gìn giữ và phục dựng các ngôi đền cổ xưa đang được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm để thỏa lòng mong mỏi của bà con người dân tộc Thái. Bây giờ ở Châu Tiến đã phục dựng được 9 đền cổ xưa để con cháu thờ cúng thành hoàng làng trong những ngày lễ Tết. Để bảo tồn cái bản sắc văn hóa của dân tộc Thái, kể cả là văn hóa tâm linh, thì lâu nay Đảng và chính quyền địa phương thì luôn luôn quan tâm đến các cái phong tục tập quán tốt đẹp của ông cha ngày xưa để lại. Ví dụ như là hàng năm thì có thờ tổ tiên là 2 lần, một lần là Tết Nguyên Đán, còn một lần là 12 tháng 9 âm lịch, tức là cái ngày ấy là cái ngày cúng, nói như ở dưới xuôi thì gọi là thành hoàng làng, nhưng mà theo dân tộc Thái gọi là cổ xưa. Để tưởng nhớ công ơn to lớn những người đã có công khai bản lập mường, lễ hội Hang Bua được bắt đầu bằng những nghi lễ mang đậm nét văn hóa tâm linh của người Thái. Lễ gồm lễ yết tế, lễ đại tế và lễ tạ thần linh, và những người có công dựng bản lập mường được tổ chức và hành lễ rất trang nghiêm do vị Mo Cả chủ trì, với đầy đủ các phẩm vật tế lễ truyền thống. Đền thờ những ngày này đông đúc người dân và du khách thập phương đến thắp hương. Đây là nơi thờ thần núi, những người có công khai bản lập mường, những linh hồn người chết trận và hai anh em Cầm Lư Cầm Lạn là người có công dẫn dắt người Thái đến vùng đất Chương Ngam định cư. Phần tâm linh, tín ngưỡng và linh hồn của lễ hội Hang Bua là ở những nghi thức tế lễ tại đền với vò rượu cần, mâm cơm, cầu xin thần linh, các vị thành hoàng làng che chở, phù hộ, độ trì cho dân bản. Từ 68 năm tổ chức thì phải nói rằng là cái phần lễ ở tại đền Chương Ngam đáp ứng được cái nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc của huyện Quỳ Châu cũng như đối với du khách về với lễ hội. Thông qua cái phần lễ này cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, và cũng là mong cho con cháu của vùng Mường Chương Nam luôn luôn ghi nhớ công ơn của những người khai bản lập mường để làm sao đó phát triển đời sống, kinh văn hóa xã hội cũng như là phát triển kinh tế của địa phương huyện Quỳ Châu. Từ phương Nam xa xôi về dự lễ hội Hang Bua năm nay có đoàn lãnh đạo huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là đơn vị kết nghĩa với huyện Quỳ Châu, lần đầu tiên ra thăm và tham quan lễ hội. Ấn tượng sâu sắc còn đọng lại trong đoàn là những nét đẹp tâm linh của đồng bào dân tộc Thái trong quá trình xây dựng bản mường chống giặc ngoại xâm. Họ được chứng kiến rất nhiều truyền thuyết về một lễ hội thảm bua với những sắc màu huyền thoại. Nó còn là nơi để người dân vùng đất Mường Chương Ngam và du khách gửi gắm những ước nguyện tâm linh về bản thân cũng như gia đình, một năm gặp nhiều may mắn. Chúng tôi về đây đã thấy được cái nét đẹp và cái vẻ đẹp mang tính chất tín ngưỡng dân gian của đồng bào dân tộc Thái của Quỳ Châu. Và phải nói lễ hội đó là có nhiều nét hết sức là để lại ấn tượng. Đặc biệt là vấn đề mà đồng bào ở đây là có một tinh thần đoàn kết rất là cao. Trong đó là kết hợp với trong cái lễ hội của trường bà có rất là nhiều chương trình đặc sắc. Đặc biệt là sáng hôm nay chúng tôi đã dự được cái lễ dân hương. Thì đây là một trong những cái nét văn hóa mà hiện nay đã được huyện Quỳ Châu được bảo tồn và gìn giữ. Lễ hội Hang Bua đã trở thành lễ hội truyền thống, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia. Lễ hội diễn ra thường niên, bao gồm nhiều hoạt động tâm linh, hoạt động văn hóa đặc sắc. Huyện Quỳ Châu xác định lễ hội là dịp để chúng ta gìn giữ, phát huy, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Qua đó, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhằm giữ vững an ninh quốc phòng và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Vậy nên, trong công tác tổ chức, huyện luôn chú trọng đưa các nét văn hóa tâm linh đặc sắc mang tính truyền thống riêng biệt của đồng bào Thái như dân ca, dân nhạc, dân vũ, các môn thể thao, trò chơi dân gian vào các hoạt động văn hóa thể thao của chương trình lễ hội. Nhằm quảng bá hình ảnh Quỳ Châu thì chúng tôi tổ chức cái trò chơi dân gian, đồng thời là giới thiệu các cái danh lam thắng cảnh của huyện Quỳ Châu như là Tôn Tháp Thảm Mồm, rồi cái di tích lịch sử như mộ đốc binh Lang Văn Thiết, rồi các cái danh lam thắng cảnh để cuốn hút các du khách đến với các cái danh lam thắng cảnh Quỳ Châu. Đồng thời là thông qua cái lễ hội Hang Bua này, thông qua các cái hoạt động văn hóa thể dục thể thao làm khôi phục lại, phát huy, đồng thời là tôi nhấn mạnh lên các cái hoạt động, các cái trò chơi dân gian. Đây là một cái lễ hội hết sức đặc sắc, tất cả các cái đặc trưng của nền văn hóa dân tộc Thái Quỳ Châu nói riêng và của vùng miền Tây Bắc nói chung. Lễ hội Hang Bua là hoạt động văn hóa tâm linh tiêu biểu của đồng bào Thái vùng Tây Bắc Nghệ An. Qua đó, quảng bá hình ảnh non nước con người Quỳ Châu, góp phần giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước của đồng bào dân tộc. Lễ hội còn là sự kết tinh của tình đoàn kết gắn bó, luôn khắc cốt ghi tâm công ơn trời biển của cha ông đã có công khai bản lập Mường.